tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ, vừa xem vừa cười té ghế. Anh trai nghe thấy tiếng vợ mở cửa thì trời ơi, té lên té xuống rồi kìa, ngất ngưỡng từ trên ghế cho tới bậc thang luôn. Hốt quản gì anh trai? Ê, chưa làm xong việc nhà đúng không? Cái này là tôi nghi là có tật giật mình cho nên là té bầm dập luôn rồi. Xong nhiệm vụ, giờ là quay vô nhà kết coi và bất ngờ. Coi coi, quay xong rồi. Ui da, mắt hớt hớt lên tận trời thôi mà. Ôi bạn ơi, anh sai, tính là trượt, cầu trượt, a thề. Trời ơi, chật cứng luôn. Ôi, cái cảm giác ấy, nó thốn làm sao. Hey, hey. Khoan, là trượt dữ chưa trời. Ảo thật đấy. Oh, hello mẹ. Đâm nhau luôn rồi. Ây dạ, cay thế nhờ. Này thì cố tình mẹ. Chị em tương tàn tới nơi rồi. Oh, hello mẹ. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu mà ôi, bàng hoàng cả con người. Sợ quá, sợ, sợ quá, sợ quá đi trời ơi. Má mày cấp con. Chà, hả? Chưa nhảy mà té rồi hả? Ủa? Để dép lên trước luôn ta. Ai mà thông minh hơn con nhóc này được. Logic là ở cái tầm vũ trụ rồi. Rồi, Trúc ơi, váy em tung bay theo chiều gió nè. Ngựa ngựa nhảy chi, dở hả, tắm mương nha chị gái. Mẹ đi trước, con theo sau và cái kết. Oh, hello mẹ. Ê, cái gì vậy trời? Rớt gần hết luôn. Còn đúng hai thanh niên luôn. Người mẹ thứ năm luôn á. Con thì rụng mất tiêu mà không biết. Chịu thiệt nha. Cũng là khởi động xe mà nó lạ dữ lắm. Mỗi lần muốn đi mà cần người kéo như vậy thì đi bộ cho lành luôn quá. Ấy dạ dạ, chị bập em bên và cái kết. Chị té động động luôn thì sao? Tính lên thử dáng của con á thì teo teo teo. Ôi trời ơi, nó thở quê dáng là không dậy nổi luôn kìa. Này thì tranh đồ chơi của con nè, vừa lắm nhanh bà. Chị gái đang hóng gió trên hàng rào thì bớt cái ngờ. Oh, hello mẹ. Dọa cả cờ hóa chạy thục mạng luôn. Vậy trời, thấy chủ gặp nạn đó là té. Hảo thuốc ưng luôn á. Chắc chưa cưng? Ok, ngã đây. Trời, té cả cặp luôn kìa. Trời, dạt ra để cậu nhóc thể hiện cách coi. Ê, chạy lấy đà rất chi là ác nha. Tưởng đầu quá sao, đập lắm không ạ. Oh, hello mẹ. Ui, mưa rồi. Chị gái vội vội vàng vàng thu tóc lại. Ủa, có mưa đâu ta? Nắng được rõ luôn mà. Chị gái bây giờ mới nhận ra cái tình hình. Bị lừa rồi nghe. Cũng là đẩy xe mà nó kiểu. Trời ơi, ê làm màu làm mèo quá trời nghe, là giúp đỡ chị nha. Ôi
đứng lên rồi kìa. Mẹ cái thân mà đẩy cho hẳn thôi đó. Tưởng đâu ra giúp đỡ bà chị mà ai có ngờ cho ba thêm cái phụ kiện mới đau chứ. Con em quý quá quá ha. Được. Chị quá được. Ủi, kẹt 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 kẹt. Ngạo tên ơi. Ây chà, cũng lọt khe đó chứ. Một cặp đôi đang tình cụm á thế. Trời, trời, trời. Chị gái đó rất hồng cái tim luôn ha. Trời, 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 trời. Tèo, 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 tèo. Tới người yêu thì cũng đau tim nốt. Trong tính hỏng có bàn vợ tính kiểu. Cảm giác lúc ấy xa xa sao. Trời đất ơi, chị gái này là đang chơi bowling hay là khóa nhà ta vợ. Lớn là lớn là lớn 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 là lớn là lớn. Hey hey hey, máu quậy từ bé phải vậy. Sao ra đây coi, coi mặt mũi làm sao mà ra nông nổi này nè. Dạ con lỡ sai chân do cái bánh kem thôi à. À ha, vậy đó hả? Hay là do ham ăn cho nên thấy người ta thổi nến mình cũng nhón chân vô ngó nghiêng. Vậy là tai nạn xảy ra. Mặt bôi kem dưỡng trắng héo như vậy luôn. Chịu rồi đó. Thịt tới rồi đây. Thôi chết, thằng bé chưa có ăn được. Úi giời ơi, đang tuổi háu ăn, chị mẹ lại đút như vậy, không có gặm thì hơi phí á. Chị gái may phanh kịp lại, cho về miệng mà ăn. Chứ mà để nhóc nó răng chưa có mọc, ăn mấy cái món này có mà Liverpool hết. Công sức bón cháo đổ, sông đổ bể, khổ lắm. Người đẹp ơi, cho anh thơm miếng đây. Đi ra cái chỗ khác đi, biến thái quá nhà này. Chị gái gặp ngay thanh niên giao diện là nay, nhưng mà tâm hồn là ghê. Tháo quản quá cứ trôi dần. Thêm xíu nữa hả, chắc chị gái chạy công đức luôn. Nhìn sợ quá rồi mà. Ê thằng em, anh mới luyện được võ công thần trưởng nè. Xem đây. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi trời ơi, đứng tấn hẳn thôi nghe. Không có biết là thanh niên này học cái công phu ở cái chỗ nào mà kinh chết nha. Nhìn cái dáng điệu như người. Vậy thì không có sợ bố con nào rồi. Có anh trai bảo vệ uy tín vậy thì chắc thanh niên đen sướng rơn trong lòng hen. Mang comeback cực mạnh của chị gái này đây. Bắt được con cá thì đã đành. Ai dè bà túm được luôn cả quỷ rùa kia lên nữa chứ. Tới số rồi nha mày. Ai biểu mày cắn áo bà để làm chi để giờ khổ vậy nè. Em trót dạy chị ơi. Chị tha cho em đi mà. Mẹ ơi dậy đây. Tới giờ con đi học rồi nè. Trời ơi bà. Ô hay vợ, ai lại gọi mẹ bằng cái kiểu vậy? Bóp mũi cho mẹ thổi kèn luôn. Tự mình đánh thức vậy ha. Còn nhóc có cái cách hay á chứ. Anh bố nhìn mà sau này áp dụng cho những hôm ngủ quá đà nè. Kẹt về cũng tối tài còn hết á. Ê quay giùm tao cái clip đi. Nhớ đẹp vô nha. Ok là tuyệt vời cho chị luôn. Nà đi, hẳn là quay clip ha. Chị gái cameraman ơi, người ở yên chỗ, không có xoay vòng. Mà sao bả nhảy chị còn sung hơn là sao? Alo, alo, làm người hậu phương chứ không có phải diễn viên chính nha. Nhìn bà chị mà bất lực luôn á. Cạn lời, cạn lời. Ê dầu, nhờ giúp đỡ như vậy không có biết là nên khóc hay nên cười hả quý vị? Hãy check kênh của mình, ít lời bình luận nha các bạn ơi. Dừng lại đi.
Sao lại làm ăn nhân vậy vậy? Mắm không có chịu nghe là sao? Yêu ơi, thanh niên quạo dữ vậy. Theo trò chơi thì đã dừng đâu. Bấm muốn ngát cái phím dừng vậy hả? Có khi hỏng cái nút dừng luôn chứ. Còn lâu nó mới chịu dừng cho ha. Phá hoại là giỏi thôi à. Mới mua được có 2 ngày chứ còn nhiều. Mày lo mà giữ cho cẩn thận á. Trượt thì biết tay anh đi cho. Úi trời, gặp cái quả ông anh ráo bẩn rồi. Dọa cho em ác chiến luôn. Nhỏ im re, có dám kêu ca dĩ đầu. Quen bị anh sai nạt ngọ luôn rồi. Có ông anh tính nóng như kem, sao mà làm gì được nữa. Cách tốt nhất là kệ thôi, cho nó yên bình. Mày làm cái trò gì đó con? Dạ con đang phát quả theo mẫu nè. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ồ, thẳng là phát quả hay là vẽ y chang cái hình vậy? Làm quả copy paste từ màn hình to sụ vô giấy luôn. Cũng thông minh đó. Đã học có qua tay rồi mà cô cứ làm khó hoài à. May mà mình nghĩ ra cái cách này. Phận làm người không có năng khiếu hội họa, nhiều khi cũng khổ lắm. Ác mộng khi có bài tập về nhà luôn chứ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào!